Thấy à, lấy khoai tây để nấu à? Đang làm gì đây? Bây giờ mất rồi này. Lấy làm gì? Con lấy khoai tây làm gì đây? Đâu để đâu hết rồi? Đây nhỉ? Ủa? Con bỏ ở đây hả? Khoai tây nướng hả con? Đứng đây nha, đứng đây để ba lấy thêm bánh nướng nha nào. Anh em nghỉ nhá. Nào, đây, ba lấy thêm một bánh nướng nha. Đấy. Đây nào, để vào. Rồi, cho ba xem nào. Đây. Đây, ba biết rồi. Đấy. Nào, đi nhà chơi đi, đợi tí là ăn nhá. À, để ba bật cho nó. Đây, con lại. Alo. Dạ, đúng rồi. À, vâng, có nhà anh. Dạ. Vâng, em lại nhà đấy. Vâng, em lại đi ạ.
Chơi kiểu gì mà suốt ngày bày nữa cũng ngon. Đấy, lại kéo ba cái đàn đây là con lại kéo xuống rồi. Hả? Ba cứ vừa mới đó lại kéo xuống rồi. Hả? Hai anh em này. Anh em lại trốn bàn nướng khoai tây ăn hả? Nào Mon đừng chọc em nữa con. Đừng có chọc cụ đét em. Alo. À dạ dạ dạ. Đây 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 đây, đây em đang ở nhà đây ạ. Đi ra lấy hàng với ba nào. Con đi không? Đổ cây nha con. Nào đi ở đây nào. Lấy hàng với ba nào. Đấy xa. Đôi không đầu ngay. Đây đây đây, vào đây đây nhá. Đi xuống xem khoai tây chín rồi nào. Lấy khoai tây ăn rồi nhá. Khoai tây chín rồi. Khoai tây chín rồi đấy không? Đây. Ôi, chín rồi đấy, chín rồi đấy. Nào, dậy lên, dậy lên. Đây đây, con đứng đây nhá. Để bàn lấy thò chứ. Nóng lắm. Nóng lắm con ơi. Hai em ngồi đây nhá. À nào đúng rồi. Nhìn ghế ngồi con. Đây con ở đây nào. Mày ra sang bên đây chứ. Ngồi lên bàn này con. Đây hai anh em ở đây. Bà bóc cho. Ôi thơm quá. Nhưng mà nóng lắm. Này khó cho bà bóc lên này. Còn bò này cả nóng lắm. Ngồi xuống đi con bà bóc cho. Đây này, thấy không? Khói đang còn bốc lên này. Ủa, nóng. Ngồi xuống với em đi con. Nóng lắm. Thấy chưa? Từ từ đến nguội đã. Nóng con. Đây, 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 ngồi xuống nào, ngồi xuống. Ừ, đứng đây nào. Anh em đứng đây nhá. Đây này, anh em bắn sốc đi, để bà bóc tiếp nào. Đây, 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 mà cắn mẹ cho. Cà đấy nhá. Đấy, ôi dồi, ôi dồi. Anh em ăn đi nhá. Có thêm à. Ngon không con? Đấy nhá. Ăn thêm đi. Ngon không cá? Đấy, thì ngon lên ngồi ăn đây. Ăn cá của con rất là ngon. Ngon đây. Nóng quá hả con? Này. Nóng hả con? Ăn đi con. Okay. Ăn đi Mon. Ngon không? Có thử miếng không? Ngon mà. Mà còn đưa cái gì ra ngoài vậy? Nóng hả? Ăn đi nóng quá thì nóng hả? Ăn đi ba lấy sữa để uống nha. Ba đi lấy sữa nè. Ba lấy sữa nha. Đợi anh em vừa ăn vừa uống nhá. Đây con cứ lấy cái này. Đây, 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 đây. Đây.
bà đóng những cái bàn cao hơn nhá. Cũng này không ăn được gì đấy ban nhá. Muốn gì con? Ăn ngon thế mà hai đứa không ăn. Giỏi lắm con, hết rồi. Rồi thôi để ba dọn nhá, lên nhà chơi đi. Rồi để đây cho ba mà. Hãy dắt em lên nhà chơi đi, hai em đi lên nhà chơi đi con. Để ba dọn cho.